Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với channel của mình là HT Robot. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi thử robot mà mình đã vừa mở ra trong cái bản dữ liệu Ultimate nha. Đấy, thì đây là con Ultimate Airy nha. Thì nó là con robot ấn bản của con Airy, và nó sẽ vượt trội hơn so với cái con Airy thường. Và đây, ở đây là cái con Airy thường đây. Thì đầu tiên đập vào mắt mình thì là hai con này nó sẽ khác nhau về rất là nhiều mặt luôn. Con Airy Ultimate á, thì nó sẽ được 4 mức hậu vũ khí hạng trung, còn con thường thì chỉ là 2 trung 2 nhẹ thôi. Và thêm một điều nữa thì Ultimate thì nó sẽ có thêm cái là nội tại khi nâng cấp thì sẽ cho tăng thêm tốc độ, và sau đây thì mình sẽ nâng cấp nó nha. Đấy, và mình sẽ nâng theo từng cấp. Anh em có thể thấy là chỉ mới vài level đầu thôi mà cái giá nâng của nó đã được cực kỳ đắt rồi đấy, mà ý là đã tính giảm 40% rồi nha anh em. Nếu như mà chúng ta không tính giảm 40% á, thì nó còn đắt hơn nữa đấy. Thì mình sẽ nâng cái con này lên để mà mình chơi cho anh em xem nha. Đấy, thì trong thời gian nâng thì mình sẽ nói một tí về cái sự khác nhau của con Ultimate thường, con Ultimate với con thường. Thì Ultimate thì nó sẽ có cái thưởng sát thương từ kỹ năng cao hơn so với cái con robot thường. Là con thường thì nó sẽ là thưởng sát thương từ cái kỹ năng Retribution. Đấy, thì nó sẽ là thưởng 125%, còn con thường thì là 100 nha. Đấy, con Ultimate thì 125, con thường thì là 100. Tầm bắn vũ khí tích hợp của Ultimate thì là 600m, còn con thường thì là 500 thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào và chọn gameplay để test nó luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ chơi vào chế độ tự chiến nhóm nha. Và mình đã đổi lại setup trang bị cho cái con Ultimate Airy này một tí. Đó chính là mình sẽ trang bị cho nó 3 khẩu vũ khí Tamer và 1 khẩu Deceiver. Và bên cạnh đó thì drone mình đang trang bị cho nó là drone Kestrel. Lúc nãy thì mình quên nói là mình có trang bị cho cái con Ultimate Airy này thêm phi công huyền thoại của nó nữa. Là phi công huyền thoại cho phép Airy tăng cái sát thương của vũ khí tích hợp sẵn lên 35% và giảm 30% thời gian nạp kỹ năng cho cái con robot này. Đấy, và ngoài những cái mà nó hơn so với một con Airy bình thường lúc nãy mình có nói, thì robot Ultimate ấn bản Ultimate nó sẽ ngon hơn con thường. Đó chính là nó sẽ không thể bị phá hủy vũ khí, và nó sẽ có thêm cái điểm phòng thủ tăng cường 50% khi chúng ta chơi chế độ PvE nha. Đấy, vừa nãy thì mình đã vừa tiêu diệt được một bạn robot Siphon. Và trong pha này thì có một bạn Ochokochi vừa lún mặt ra và đã bị mình tấn công, mà bạn ấy đã lui về sau cái khu vực này rồi. Đấy, đây bây giờ mình thử mình lên để mình tấn công bạn ấy nha. Do là Airy có cái tốc độ di chuyển ở cái mức tối đa là 63 km/h, và mình vẫn chưa tính thêm mô đung kỹ năng phi công cũng như là cái tốc độ mà drone Kestrel mang lại. Đấy, bởi vì mỗi cái mạng mà mình tiêu diệt được thì sẽ giúp cho mình tăng thêm cái tốc độ di chuyển, cho nên là trong những cái pha tiêu diệt thì mình lại di chuyển nhanh hơn. Đấy, có một bạn định lên ám sát mình nhưng mà mình sẽ không để cho bạn ấy ám sát mình đâu, bởi vì là độ bền của Ochokochi bây giờ đã thấp rồi. Ok, triple kill. Và con Airy này thì mình đánh giá về cái điểm mạnh thì là sát thương cao, do là 4 vũ khí hạng trung, cùng với đó thì là những cái kỹ năng mà phi công của con robot này có thể học thì đa phần là kỹ năng hỗ trợ tăng sát thương. Và bên cạnh đó thì Airy còn có thêm vũ khí tích hợp sẵn cho phép nó gây sát thương thêm nữa. Và cái cơ chế hoạt động của vũ khí tích hợp sẵn này thì sẽ hoạt động theo cơ chế là hấp thụ sát thương sau đó phản đòn lại, nghĩa là sát thương của con Airy này, cái vũ khí tích hợp nó sẽ là một cái loại sát thương có cái số lượng đam nhất định, và nó sẽ được tăng cộng thưởng thêm khi mà chúng ta nhận những cái sát thương mà kẻ địch tấn công vào. Nếu như chúng ta bị tấn công càng nhiều trong lúc kích hoạt kỹ năng thì tất cả những cái sát thương ấy sẽ được chuyển hóa thành sát thương cho vũ khí tích hợp sẵn. Đấy, và cái con này do là ấn bản Ultimate cho nên là cái tốc độ bắn vũ khí tích hợp sẵn cũng như là tầm xa của cái vũ khí tích hợp sẵn này nó đã được cải thiện hơn so với con Airy bình thường.
và cũng như vậy thì nó sẽ sốc đam cao hơn, do là nó thưởng tới 125% sát thương phản lại, trong khi Eri thường thì chỉ là 100% thôi đấy. Và với hỏa lực 4 khẩu hàng chung thì sẽ cho phép nó sốc đam cái địch tốt hơn, cũng như là nạp tòa mẹ nhanh hơn đấy. Nhưng mà khuyết điểm thì tất cả những con Eri, từ Eri thường đến Eri ấn bản và Eri ultimate đều mắc phải, và đây chính là điểm yếu lớn nhất, đó chính là độ bền nha anh em. Vì con Eri này mặc dù là nó rất là mạnh, nhưng mà cái độ bền của nó thì lại bị mình đánh giá là không cao, và nhiều người cũng nói như vậy là con Eri này nó quá là cháy, cho nên là chỉ cần bị sốc đam hoặc là bị một con robot sniper bắn tỉa nào đó có khả năng siêu breaker tấn công thì nó sẽ bị tiêu diệt. Và mình lấy ví dụ là Crisis và Reaper thì đúng anh em ạ. Đấy, thật sự thì con Eri này mặc dù là ultimate rồi và nó hơn so với robot thường đến tận là 25% độ bền bổ sung, nhưng mà nó vẫn là quá giấy, bởi vì mình đã nâng nó lên được cái cấp độ 3 này anh em. Do là anh em đã thấy ở đầu video mình chuẩn bị cũng khá là nhiều bạc, nhưng mà mình vẫn không đủ số lượng bạc để mà mình nâng cái con Eri này lên cấp độ cao hơn. Vậy cho nên là một tí nữa mình sẽ xem coi là trong kho của mình còn cái gì để mà mình bán bớt không, những cái đồ mà dư thừa mình sẽ bán bớt để mà mình tích thêm AG để mà mình nâng cái con Eri này lên cao hơn, để xem coi là lên cấp độ MK3 thì nó đòi hỏi những gì nha. Đấy, thì cái con ultimate Eri này thì nó nâng cấp thì chúng ta sẽ không tốn thời gian chờ, nhưng mà nó tốn rất là nhiều AG luôn. Và bên cạnh đó thì nó còn tốn thêm cả là xu nâng cấp cho việc chúng ta nâng lên MK2, thì nó sẽ tốn là 2 xu nâng cấp nha, nếu chúng ta không tính cái giảm giá nâng á, thì nhiều khi nó còn cao hơn nữa. Đấy, thì cái con Eri này thì nó sẽ trở nên linh hoạt như thế này nếu như chúng ta trang bị cho nó một cái module Immunity Amplifier hoặc là nhiều hơn, và Drone Castro và kỹ năng tăng tốc độ di chuyển cho robot nha. Thì con Eri thì mình khuyên anh em là nên cho nó học những cái kỹ năng như là tăng sát thương nè, tăng sát thương vũ khí tích hợp sẵn, rồi module hoạt động tốn ít pin hơn để kích hoạt, hoặc là chúng ta có thể học cho nó cái kỹ năng là cho phép nó sửa chữa độ bền mỗi giây, hoặc là tăng tốc độ nhưng độ bền giảm, bởi vì mình nghĩ con này nên chạy nhanh để né cái địch nha. Ui, trong pha này thì mình đã bị tấn công khá là sốc đam trong pha này. Ui, toàn chết, mình yếu máu mất, mình phải nhấn nắp vào anh em ạ. Ui chết, con này con, ui. Cùng quay trở lại với Ultimate Eri, và bây giờ thì mình tiếp tục nâng nó lên nha anh em. Đấy, thì lúc nãy mình nhớ nhầm là mình chỉ mới nâng nó lên level 2 MK2 thôi, chứ không phải là level 3 nha. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục nâng cấp những cái cấp bậc tiếp theo. Thì vào khoảng thời gian trước thì Ultimate nó sẽ được quy ước là nâng từ level 1 lên 12 thì là nâng bằng bạc là AG, và level từ MK2 trở lên thì sẽ nâng bằng AU, nghĩa là vàng. Nhưng mà bây giờ thì game đã cập nhật lại thì chúng ta phải dùng bạc để chúng ta nâng, và cái giá nâng của nó thì cực kỳ đắt. Nếu như chúng ta không tính giảm giá thì nó có thể lên đến là 1 tỷ hơn anh em ạ. Đấy, 1 tỷ AG ấy, chứ không đùa được đâu. Đấy, rất là nhiều luôn, mình nâng khá là hao nha. Đấy, gần 1 tỷ AG nha. Và chưa tính đến là 4 khẩu vũ khí ultimate cho cái con Eri này. Và mình cũng sẽ giải thích luôn lý do tại sao mình lại không trang bị cho Eri vũ khí ultimate Organ hoặc là những vũ khí ultimate khác. Một phần thì do là vũ khí ultimate đó không mạnh bằng vũ khí red này, một phần thì là do mình là cần nạp tàu mẹ nhanh hơn. Đấy, ui, lên MK3 thì nó lại yêu cầu là 4 xu nâng cấp này này, mà nó chỉ nâng tăng được có 10% à 10 tốc độ di chuyển trên km/h và tăng thêm 5% độ bền. Đấy, thì lý do tại sao mình lại xài bộ vũ khí red và một cỏ huy đốt như thế này á, thì mình thấy là nó tầm xa hơn vũ khí Orcan, mà Busa thì mình vẫn chưa có đủ 4 cây, mà phun lửa thì nó lại không thể nào mà nó nhắm cây địch một cách là dễ được anh em ạ. Đấy, và Eri thì nó không phù hợp để đi cận chiến, cho nên mình phải là một cái con robot tấn công tầm trung cấu rỉa thôi. Đấy, và sẵn tiện thì mình nói thêm một điều nữa, đó chính là lý do mà mình xài Chamber cho Eri là bởi vì trong video này chính là video tổ chức giveaway khẩu vũ khí Chamber hàng chung này. Đấy, và sau đây thì mình sẽ đến với
cái việc mà hướng dẫn anh em cách để tham gia nha. Thì cách để tham gia rất là đơn giản thôi, anh em hãy làm theo đúng các bước sau đây. Thì đầu tiên thì anh em sẽ phải là nhấn like nha và subscribe cho cái kênh của mình và video này đấy. Và tiếp theo thì anh em phải bình luận ID cũng như là hệ điều hành của anh em vào để mà mình biết và mình nhập thông tin vào nha đấy. Và cái thứ ba thì anh em phải có cái hashtag là NHTWR như là trên hình như thế này, và phải có thêm biểu tượng cái thang thì nó mới là một hashtag nha anh em đấy. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có tổ chức thêm một cái mini game nữa, và anh em phải tham gia và trả lời đúng câu trả lời thì anh em mới được và nhận được phần thưởng nha. Thì trong video này mình sẽ đặt ra một câu hỏi là mình đã nâng cái con Eri này lên level bao nhiêu, và cái số lượng bạc mà mình đã bỏ ra khi tính giảm 40% là bao nhiêu, cũng như là số robot mà mình sử dụng Eri mình tiêu diệt được là bao nhiêu nha đấy. Mặc dù thì câu hỏi này sẽ khá là khó cho anh em, nhưng mà chính vì điều này cho nên là những người nào trả lời chính xác thì sẽ được có cơ hội chiến thắng cái vòng quay này. Và bên dưới là một ví dụ, thì anh em sẽ nhập ID của anh em là ví dụ như là 123 ABC hay là ABC 123 gì đó, rồi sau đó anh em nhập cho mình cái hệ điều hành vào là Android, và phải có thêm hashtag là NHTWR và trả lời câu trả lời của anh em. Mình xin nhắc lại câu hỏi là, câu hỏi thì mình sẽ hỏi là bao gồm mình nâng con Ultimate Eri này lên level bao nhiêu trong video này, cũng như là mình đã tốn bao nhiêu bạc nếu như tính thêm giảm là 40%, và mình đã tiêu diệt được bao nhiêu cái địch bằng Ultimate Eri. Và nếu như tốt hơn nữa thì anh em hãy cho mình biết cảm nghĩ của anh em về robot Ultimate Eri này là như thế nào, cũng như là liệu rằng với cái số lượng giá AG nâng cấp như vậy thì nó có thật sự đáng với con robot này hay không nha. Trong thời điểm hiện tại thì mình sẽ chơi ở chế độ tự chiến nhóm, do là chế độ tự chiến nhóm thì nó sẽ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ trong bảng xếp hạng nha anh em. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có một cái bảng xếp hạng là chiến đấu đến chết. Để mà hoàn thành thì chúng ta phải chơi chế độ tự chiến nhóm, và khi mà chúng ta chơi chế độ tự chiến nhóm thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái bảng xếp hạng này, hoặc là chúng ta nâng cấp con robot của chúng ta lên. Thì khi mà chúng ta đạt đủ được 10.000 điểm trên bảng xếp hạng, chúng ta sẽ nhận được một cái thẻ, đó chính là thẻ Ultimate, cho phép mà mở ra con Ultimate Eri này, hoặc là những cái phần hưởng giá trị khác như là Ultimate Orcan, Ultimate Bunsha, Bunishati và Avenger, và sẽ có cơ hội may mắn nếu anh em mở ra được hai khẩu Ultimate Bunishati và một khẩu Ultimate Avenger thì anh em sẽ có ngay con Ultimate Fujin trong cái phiên bản mới này nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái con Eri, và đây là một con robot mình không xác định rõ, như là Ochokochi. Mình đã thấy bạn Ochokochi này rất là nhiều độ bền luôn nha. Bạn hãy định lên đây để ám sát mình, nhưng mà với cái lượng độ bền như vậy thì có thể là không nổi rồi. Tính đẹp bạn nha, Ochokochi. Ok, mình đã hỗ trợ cho một người đồng minh của mình để tiêu diệt cái con Ochokochi đó. Và ở đây mình đã đổi lại một tí về cái setup vũ khí, đó là mình đã trang bị hai cái khẩu Deceiver và hai khẩu Damper để mà nó cân bằng một tí, vừa có rớt vừa có tiêu đốt, để mà mình có thể tiêu diệt được những cái địch ngay cả khi mà cái địch đó đang nấp nha. Mình thì mình không thể khóa chân cái địch lại được, cho nên là sẽ có một số cái địch không bị mình tiêu diệt mà vẫn có thể chạy trốn được. Và để khắc chế lại cái điều đó thì mình sẽ cho những cái con robot bên team bạn dính thêm hiệu ứng tiêu đốt trước khi mà có thể thoát được nha. Đấy, thì càng tiêu diệt nhiều cái địch thì mình sẽ càng tăng tốc độ di chuyển cũng như là hồi lại lượt sắc hương xám nha. Ui, đào, ui, may quá, mình vừa mới nạp được cái module Repair Amplifier và mình đã kích hoạt kịp thời cái Unstable Condit trong pha hồi nãy. Đấy, thì các bạn option bạn ấy vừa mới tấn công mình. Mặc dù là độ bền của mình không cao, nhưng mà mình vẫn có thể sẽ sinh tồn được nếu như không có quá nhiều robot Ochokochi trong một trận chiến. Bởi vì Ochokochi nó rất là nguy hiểm, bởi vì là nó có khả năng ám sát một con robot rất là dễ dàng, cũng như là cái khả năng đến từ sát thương vũ khí tích hợp sẵn ấy. Cái sát thương đến từ khả năng của Ochokochi có thể tấn công Eri, bởi vì Eri thì nó dựng cái khiên không phải ấp sát,
mà cái làn sóng đến từ con Ochokochi thì nó giật lan và ở một cái phạm vi khá là rộng, và cái sát thương thì nó rất là cao luôn, cho nên là không cần cái con Ochokochi nó tấn công vũ khí vào mình, mà nó chỉ cần sử dụng cái sát thương tinh thần sẵn thôi là nó đã đủ để tiêu diệt cái con Eri này rồi. Bởi vì như đầu video mình đã nói thì Eri không có quá nhiều độ bền đâu đấy, nhưng mà được cái hay mình đánh giá cao cái hỏa lực cũng như là cái ngoại hình nè, tốc độ di chuyển cao và tốc độ nạp tạ mẹ cũng khá là nhanh nha đấy. Và dành cho anh em nào mà yêu thích Ultimate thì anh em có thể chơi con Eri này đấy. Thì chủ yếu trong video này thì mình sẽ review con Ultimate Eri này, chơi để xem coi là nó mạnh hay là yếu, cũng như là có đáng để chúng ta đầu tư hay không. Bởi vì cái giá nâng cấp của nó thì thật sự rất là đắt, nhưng mà nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào mà không thích chờ đợi lâu. Bởi vì con Ultimate thì chúng ta chỉ cần nâng thôi, không phải chờ đấy, trong khi những con robot thường chúng ta có thể nâng và chờ lâu ơi là lâu luôn. Nếu như không có nâng cấp nhanh gấp đôi thì chúng ta có thể thậm chí là chờ cả tuần luôn mới xong được một lần nâng cấp nha, hoặc là chúng ta phải bỏ ra một số lượng AU rất là lớn để mà chúng ta kết thúc nâng cấp đấy. Ui, mình bị một con Nelson hất lên này này mà, nhưng mà không sao không sao, ta mình không có bị chết con Eri. Ok, thì Eri này thì mình thấy nó cũng khá là ổn anh em đấy, chơi cũng khá là ổn thôi. Chúng ta phải để ý với những cái con robot như là Precise này, rồi Revenant, thì Revenant thì chúng ta cũng không còn phải quá là sợ đâu. Scorpion với vũ khí loa, hoặc là Ophion với vũ khí rớt nhưng mà mang thêm cái mô đun, đó chính là mô đun Seabreaker, hoặc là những robot có khả năng có cái Seabreaker đấy, hoặc là tàu mẹ Thor thì chúng ta phải né những tàu mẹ đó ra khi chúng ta kích hoạt kỹ năng nha đấy. Và đặc biệt thì chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là robot Ochokochi, vì Ochokochi nó rất là thích săn những con robot như kiểu Eri như thế này đấy. Bởi vì Eri mà gặp con Ochokochi thì chỉ cần đứng ở gần con Ochokochi thôi cũng đã đủ chết rồi đấy. Nhưng mà về cái phần mà chơi mà không có Ochokochi hoặc là những robot mang theo Seabreaker thì Eri mình đánh giá nó khá là cao về cái mặt bá đạo nha đấy. Đi di chuyển thì rất là nhanh luôn, mà sát thương thì lại rất là cao nữa đấy, rất là mạnh nha. Mà chưa kể là nó còn ngầu nữa em ạ, đấy rất là ngầu luôn. Và anh em nào mà muốn có thể có được cái con robot Ultimate này thì anh em có thể tham gia vào cái bảng xếp hạng, thì anh em cài điểm trong đó. Mà mình nói thật thì cái điểm anh xếp hạng đó thì chỉ có thể nạp, có thể lên được đầy cây thôi em ạ đấy. Bởi vì mình cài rất là nhiều luôn mà vẫn không thể nào mà đủ sức để mà lấy được cái thẻ đâu đấy, trừ khi là anh em mở khóa hoạt động, hoặc là anh em có dư tài nguyên từ trước rồi anh em nâng cấp hoặc là nhiều robot lên thì anh em mới có thể đủ điểm thôi đấy. Chứ nếu như mà anh em không có nhiều như thế anh em sẽ cài không có kịp đâu, bởi vì cái xếp hạng nó chỉ diễn ra đâu đó trong khoảng 2-3 ngày thôi là nó sẽ kết thúc nha đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái phần phân tích về cái con robot này đấy. Thì Eri thì anh em có thể trang bị y chang như mình, đó là hai khẩu vũ khí Deceiver, hai khẩu vũ khí Damper và drone là Kestrel đấy. Phi công thì như lúc nãy mình đã nói rồi, mình không nhớ rõ tên phi công, nhưng mà mình nhớ kỹ năng là sẽ cho phép mình nạp lại kỹ năng nhanh hơn và sẽ gây được nhiều sát thương hơn bằng vũ khí thần sẵn nha đấy. Thì với tốc độ di chuyển nhanh như thế này thì mình có thể hạn chế được cái việc là bị team địch áp sát nha đấy. Và khi mình bị Newton hất lên thì mình sẽ bật cái chi này. Chết, toang rồi. Bao kích hoạt Paladin. Cái bạn Ophion, bạn ấy xài vũ khí rớt anh em ạ. Và Hildos nữa đấy. Đấy chính là phát tinh của con Eri này. Không xong rồi. Ok, không xong rồi, mình đã đi cái con Eri tại đây. Ok, làm qua một ván mới nha. Đấy, thì vẫn là setup cũ thôi. Và thì mình sẽ chơi cái con Ultimate Eri là nhân vật chính trong video này, cũng như là mình trang bị cho nó vũ khí Adamber và tổ chức luôn giveaway. Và các bước tham gia thì như lúc nãy mình đã có nói rồi đấy. Thì cái con Eri này thì cái ngoại hình nó thì mình đánh giá cao cái ngoại hình, mà về cái sức mạnh thì mặc dù là có là mạnh hơn Eri ấn bản thật đấy, nhưng mà nó vẫn không đủ mạnh so với meta ở thời điểm hiện tại. Bởi vì hiện tại thì con robot Ochokochi và Ophion rất là bá, cho nên sẽ có rất là nhiều người họ sử dụng cái modum Seabreaker để mà tiêu diệt Ophion này đấy. Và sẽ có rất là nhiều Ochokochi trên chiến trường, cho nên là Eri sẽ rất là khó để có thể thể hiện được sức mạnh.
đấy, trừ khi nào mà những cái con robot mình vừa nêu đến đấy nó bị nép sức mạnh á thì con Ari mới có cửa để thể hiện thôi. Ôi dồi ôi, chỉ mới một tí thôi mà mình đã mất rất là nhiều độ bền trong pha này rồi. Cũng may là mình đã kích hoạt kịp cái cha mẹ Paladin cho nên là mình có thể bảo vệ được cái tính mạng của Aerith nha. Đấy, thì trong video sau nữa, đấy, lúc trước thì mình đã có nói với anh em là mình sẽ chơi một cái mình sẽ làm một cái video và trong đó thì nó sẽ có những cái con robot mà mình đã từng chơi trong quá khứ đấy. Thì để cho dễ quyết định là mình sẽ mang những con nào trở lại, thì mình sẽ tạo một cái bình chọn đi ở trên cộng tâm các cộng đồng và anh em sẽ vào đó anh em bình chọn cái con robot mà mình đã đề ra đấy. Thì mình có thể mang một vài con cũ như là Mender này hoặc là Fenrir thì mình đã sử dụng rồi cho nên cũng không có mang nó lại đâu. Fenrir hay là con gì nhỉ? Đấy, thì mình sẽ suy nghĩ và mình sẽ đưa ra một cái cuộc bình chọn cho anh em. Nếu như anh em muốn mình mang con khác vào trận chiến thì anh em có thể comment và comment nào được nhiều team nhất mình sẽ sử dụng robot đó nha. Đấy, và cái cuộc bình chọn này thì mình sẽ tạo cho một khoảng thời gian sắp tới và video thì mình có thể là khoảng vài ngày nữa thì mình mới có thể quay được nha. Đấy, thì cái con Ari thì mình chơi Ari thôi và mình cũng không biết là mình có nên sử dụng nó trong cái đội hình này hay không nữa. Nếu anh em nào thấy là nó thật sự phù hợp với cái sức mạnh như thế này cũng như là nó đủ ổn để mình đưa vào đội hình thì anh em hãy comment bên dưới nha. Và đừng quên là anh em hãy đưa ra những cái nhận xét của anh em về cái con Ari này nha. Đấy, bởi vì Ari thì mình thấy là nó thật sự là nó không có quá là mạnh cũng như là nó không thật sự đáng với cái giá nâng đâu. Nếu như mà chúng ta bỏ ra thật là nhiều tiền để chúng ta có được một con Ultimate Ari và bỏ ra thật là nhiều bạc để nâng nó lên level cao thì mình thấy thì thay vì như vậy thì chúng ta có thể sẽ bỏ ra một cái mức giá tương tự nhưng mà chúng ta sẽ có được một con robot meta như là Ochokochi hoặc là con Dragon MK3 thì mình nghĩ là nó sẽ đáng hơn đúng không? Đấy, thì Ari thì Ultimate thì mình nói là nó đắt nhưng mà nó cũng có cái giá của nó bởi vì Ultimate thì sẽ không bao giờ bị nét nha anh em. Đấy, không bao giờ bị giảm sức mạnh luôn cho nên là chúng ta có thể tự tin vào Ultimate trong thời gian sau nếu như mà những con robot này nó bị nét nhiều quá mà anh em thì lại không muốn là lúc nào thì cũng phải là đi theo thời đại hết. Đấy, vừa nâng xong robot thì lại bị nét và tiếp tục và cài để lấy robot mới rồi lại nâng nữa. Đấy, thì trong khi đó thì chúng ta mặc dù chúng ta sẽ xài những con Ultimate thì nó không mạnh bằng meta thật nhưng mà nó sẽ không bao giờ bị nét và chúng ta có chơi mãi mãi. Đấy, mà nói không bị nét thôi nhưng mà nhiều khi thì những con robot đời sau nó ra nó lại quá bá thì nó dẫn lớn áp được sức mạnh của Ultimate thôi. Bởi vì Ultimate thì nó chỉ làm cho robot bình thường mạnh hơn một tí thôi chứ không thể nào mà mang một con bình thường mà nó trở thành meta quá bá được. Đấy, bởi vì những con này thì thường là đã ao meta rất là lâu cũng như là quá phế thì nó mới có phiên bản Ultimate nha. Đấy, như kiểu như là Mender thì nó không phế đâu nhưng mà Mender thì do là ở thời điểm hiện tại là đang meta của bộ vũ khí rớt cho nên là Mender không thể xuất hiện trên chiến trường quá nhiều ở lương mình cao nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ thì video này cũng sắp kết thúc rồi anh em ạ. Đấy, thì thời lượng video cũng nó dài rồi. Đấy, cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên là một like và subscribe cho kênh của mình nha. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.